Hi, xin chào các bạn, mình mới vừa mua được cái intercooler hiệu năng cao đến từ hãng Wagner này với mức giá cực kỳ hời bởi vì nó là hàng cũ. Và hôm nay mình sẽ cho cái intercooler này lên chiếc VinFast LA của mình. Nhưng có một vấn đề là cái intercooler của Wagner này nó dành cho BMW 3 Series F30 chứ không phải là 5 Series F10. Thế nên là mình cũng chưa rõ nó có tương thích được với chiếc VinFast LA của mình hay không. Trường hợp mà nó gắn được lên chiếc VinFast LA của mình ổn thỏa ok hết thì chúng ta sẽ có một clip về chủ đề intercooler hiệu năng cao. Còn nếu như không vừa thì sẽ có một cái tour mình đang bán thanh lý cái intercooler này. Các bạn nhớ hóng nha. Buồn rồi các bạn ạ, bởi vì cái intercooler của Wagner dành cho chiếc BMW 3 Series F30 á, nó không vừa với lại chiếc VinFast LA của mình. Cụ thể là cái intercooler của Wagner nó dày hơn đáng kể so với lại cái intercooler nguyên bản của chiếc xe LA, cũng như là đây, cái khoang chứa intercooler của LA là các bạn thấy không, nó chỉ có nhiêu đây thôi, trong khi cái intercooler của Wagner á, nó sâu hơn, nó dày hơn ra tới đây nè. Và mình đã tìm đủ mọi cách rồi, không có giải pháp nào để có thể nhét vừa cái intercooler Wagner dành cho F30 lên chiếc LA của mình. Thành ra là mình đành phải chia tay và mình nhận thanh lý cái intercooler của Wagner dành cho F30 nha. Có lẽ là mình phải chờ cái sự may mắn vào một dịp khác để mình có thể nâng cấp cái intercooler hiệu năng cao cho chiếc LA. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ nói một chút về cái hiệu năng của intercooler Wagner cũng như là những cái intercooler hiệu năng cao, để xem là nếu chúng ta nâng cấp intercooler thì nó sẽ giúp cho chiếc xe của mình cải thiện ở điểm gì. Để các bạn hiểu rõ hơn về intercooler thì lại mời các bạn gặp bác sĩ Đức đến từ lò Basio Tuning. Có lẽ là nhờ anh Đức chia sẻ với các bạn là cái nguyên lý hoạt động của intercooler trong chiếc xe là gì trước đi. Rồi cũng như là cái hiệu quả khi mà chúng ta nâng cấp intercooler nó to hơn, hiệu năng cao hơn. Trước hết thì về phần intercooler, tức là cái gì, nó sẽ có tác dụng là để giải nhiệt khí nạp, tức là khi mà turbo nó nén không khí để đưa vào động cơ và với một cái lượng khí vào lớn hơn, thì khi nén nó sẽ sinh nhiệt. Cái nhiệt đó thì không khí mà nhiệt độ cao thì cái nồng độ oxy sẽ thấp, cho nên là nó phải buộc phải đi qua một cái bộ phận làm mát, thì cái bộ phận đó gọi là cái intercooler. Thì intercooler nó sẽ có hai đầu, một đầu vào và một đầu đi ra, thì nó sẽ đi qua những cái lá như thế này đó. Trong này nó sẽ có những cái ống, ống nó sẽ hàn vô mấy cái lá nhôm này nè để nó giải nhiệt. Thì khi xe chạy thì gió sẽ thổi qua đây để làm mát nó, rồi cái đầu này thì sau khi đã làm mát xong thì nó sẽ chạy vào động cơ để cho nó trộn với xăng nó đốt. Đó thì nguyên lý hoạt động intercooler rất là đơn giản. Các bạn độ lên á, chẳng hạn như chúng ta remap chạy boost cao hơn thì boost tăng lên thì nhiệt độ khí nạp sẽ tăng. Thì khi đó tới một cái mức nào đó thì cái intercooler zin ở một số tải nhất định nó sẽ không có giải nhiệt kịp. Đó thì dẫn tới là nhiệt độ khí nạp cao lên thì công suất sẽ tụt. Nó không đạt được cái mong muốn, cái kỳ vọng của chúng ta. Đúng rồi. Thì khi đó là cần phải nâng cấp cái intercooler to hơn để nó làm mát khí nạp tốt hơn. Mà khi mà cái khí nạp nó mát hơn thì cái nồng độ oxy nó nhiều hơn. Nồng độ oxy nhiều hơn thì vào trong buồng đốt nó sẽ tạo ra công suất lớn hơn. Đúng rồi. Đó, nguyên lý cực kỳ đơn giản vậy thôi. Coi như là cái intercooler giống như là cái máy lạnh để mà làm mát khí nạp gì đó. Đó. Ừ. Đại loại là vậy. Ok. Vậy thì một cái intercooler xịn kiểu như là cái thằng Wagner Tuning này đi, thì vì sao mà nó có giá cao thế, nó đắt hơn rất nhiều so với lại những cái intercooler độ khác trên thị trường? Nói về intercooler, các bạn có thể mua một cái y chang như thế này trên Alibaba với giá chỉ bằng 1/7. Thì nó có cái về khí động học thiết kế cái đường ống ở trong này nó rất là quan trọng, và khí nạp thổi qua thì đi qua các ống này thì nó sẽ có ví dụ như những cái vách mà nó đứng như thế này thì nó sẽ tạo thành cái xoáy, thì cái xoáy đó làm giảm cái lưu lượng của khí nạp, thì khi đó áp ở đây sẽ rất là cao nhưng mà đi qua bên này sẽ không được, thì nó xoáy ở đây nhiều và đi qua đây rất là ít. Thì ở cái intercooler của Wagner nó thiết kế cái và nó hoàn thiện mấy cái này nè,
nó tốt hơn. Để ý mấy cái lá này nè, nó sẽ mỏng hơn những cái đầu copy. Khi đó thì nó thổi qua tốt hơn, giảm cái lực cản bên trong đường ống đó, thì hiệu quả nó sẽ cao hơn là những cái tuy là bự nhưng mà cái kêu là hiệu suất truyền dẫn của nó thấp, thì dẫn tới là không đạt như cái hiệu quả mong muốn. Giảm lực cản ở cái intercooler thì nó sẽ như thế nào khi mà chúng ta chạy xe, nó giảm độ trễ hả? Về cái việc mà giảm lực cản bên trong đường ống á, ví dụ như lực cản mà cao quá, khi mà mình thóc ga lên thì khi đó boost ở đây có rồi nhưng mà nó thổi ở bên kia nó chậm, thì cái đáp ứng của cái intercooler nó sẽ thấp, cho nên là sẽ mình đã test rất là nhiều cái loại intercooler từ xe bán tải cho tới xe du lịch, thì một số cái đưa lên dyno là thấy nó tụt nước đề rõ luôn mà nó tụt bút luôn. Đó, còn như trong cái đường ống của Wagner Tuning á, thì mình thấy nó có một số chi tiết về khí động học, nó xử lý cái chuyện mà bị nhiễu ở trong đường ống rất là tốt để cho nó đạt cái hiệu quả cao nhất. Tạm gọi là bí kíp của Wagner ha. Bảo sao mà cái intercooler dành cho F30 hoặc là F10 của BMW á, một cái này giá hơn 1000 đô. Nhập về thì cũng khá là chát. Hơn 30 cũ đúng không? Ừ. Đó. Thêm một cái nữa, nếu nhớ không lầm là đa phần những cái hệ thống tản nhiệt hoặc là kiểu intercooler á, thì nếu mà loại phổ thông rẻ tiền thì nó sẽ là cái loại gọi là bar and play đúng không? Bar and play. Còn cái thằng Wagner Tuning này á, thì theo như em biết nó giới thiệu công nghệ nó gọi là cái tubing fin. Thì nó đúng như anh nói là nó mỏng hơn, và ở bên trong thì nó có những cái bí kíp rất là kinh khủng. Và cái việc mà gia công ra cái bộ intercooler như thế này á, nó cũng tốn nhiều tiền hơn, bởi vì nó phải tạo ra cái khuôn đúc ở bên trong nhiều cái lớp, chứ không phải là đơn giản như là cái loại bar and play mà chúng ta thường thấy. Đó là lý do vì sao mà giá nó mắc. Thì nó cái lực cản ở trong đường ống nó thấp hơn những cái loại kia. Có lẽ tới đây các bạn sẽ muốn biết là khi mà chúng ta nâng cấp cái intercooler lớn hơn, hiệu năng cao hơn thì chúng ta sẽ được gì và mất gì. Thì có lẽ là nhờ anh Đức, anh Đức có một chiếc VinFast Lux A cũng đã nâng cấp cái intercooler của Wagner rồi, thì anh Đức sẽ phân tích cho chúng ta biết chính xác trong thực tế cũng như là trên cái con số dyno nó thay đổi ra sao. Rồi, thì đây là cái kết quả mình test trên chiếc VinFast của mình luôn. Thì ở đây để đánh giá chính xác cái hiệu quả của cái intercooler thì mình sẽ giữ nguyên cái cấu hình phần cứng của xe và giữ nguyên cái bản map ngay tại thời điểm mình test luôn, test trước và sau khi lắp cái intercooler để có một cái nhìn khách quan về cái hiệu quả của nó. Thì thường đa số các anh em gắn intercooler xong thì sẽ có một cái, ví dụ như không thay đổi gì về map, thì sẽ có một cái feedback là cái ga đầu nó sẽ hơi chờ nhẹ một chút, nó bị ngâm nhiều. Rồi sau đó cái nước hậu thì đâm rất là ghê. Thì nó sẽ giải nhiệt tốt hơn, và tại vì khi mình chạy nhanh á thì gió nó lùa vào cái diện tích của cái intercooler độ nó lớn hơn, cho nên là nó giải nhiệt tốt hơn, thì công suất vào sẽ cao hơn. Thì ở đây cụ thể trên xe của mình là trước khi lắp là 175 và sau khi lắp là lên 185. Trước khi lắp là cái đường màu đỏ nè, còn sau khi lắp intercooler là đường màu vàng đó. Thì đây là cái đường công suất nó tăng lên đâu đó khoảng 10 mã đó, 10 mã tại bánh, và nó bắt đầu giảm từ cái khúc khoảng từ 4.500 cho tới 6.000 đó. Đây nguyên cái khoảng này. Tuy nhiên ở đây cái moment xoắn thì cái phần nước đề thì nó hơi tụt so với zin, thì cái này chưa remap nha, chưa có chỉnh lại map, vẫn giữ nguyên cái bản map ngay tại thời điểm test để cho đánh giá chính xác cái hiệu quả của cái intercooler. Thì về cái moment xoắn nó sẽ bị chậm lại một chút cho tới ngay cái đoạn mà nó rút ra được nước hậu. Lý do là gì? Vì intercooler độ nó sẽ có nhiều cái thể tích nó sẽ lớn hơn cái intercooler zin để nó trao đổi nhiệt tốt hơn. Bù lại thì nó cũng giống như việc các bạn hút một cái ống trà sữa với lại hút một cái ống như thế này. Thì cùng một cái hơi thì hút cái ống như thế này các bạn sẽ bị hụt. Nhưng bù lại thì các bạn hút được vô nhiều hơn. Thì ở đây cũng như vậy, thì nó sẽ tốn một cái đoạn để cho nó
làm đầy cái intercooler để nó tạo boost. Đó. Như vậy tóm lại là nếu như chúng ta nâng cấp intercooler hiệu năng cao mà không có chỉnh map gì á, thì đây cái giá mà chúng ta phải đánh đổi là nước đề nó sẽ hơi bị ngâm hơn, nhưng mà bù lại là cái nước hậu cái công suất nó lại tăng. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể xử lý được cái vụ nước đề bị ngâm bằng map đúng không ạ? Đúng rồi, thì ở cái nước đề này thì mình sẽ chỉnh lại hết cái phần boost turbo cũng như là đánh lửa để cho nó điều chỉnh lại cái khúc này. Và khi mà sau khi lắp intercooler thì và chỉnh map lại thì cái khúc này nó có thể còn cao hơn nữa. Ngon lành. Thì cái chuyện remap có thể can thiệp được hết. Đó. Còn đối với các cái xe mà hiện tại mà chẳng hạn như không remap được thì vẫn có giải pháp là ví dụ như chạy ra chip đi, thì mình có thể chạy cái data log để lấy cái dữ liệu này gửi vào bên ra chip, họ có thể build cho mình một cái bản software khác phù hợp với cái phần cứng này để khắc phục cái chuyện trễ này luôn. Nói chung là ở Paseo là hỗ trợ được hết, vừa remap và ngay cả ray chip. Đúng rồi. Đó, rồi. Cấu hình nào cũng chơi được hết. Rồi. Thì qua đây là cũng muốn cho các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta thay đổi phần cứng cho chiếc xe thì tốt nhất là chúng ta nên tối ưu hóa luôn cả cái phần mềm để mà cả phần mềm và phần cứng nó đồng bộ. Thì khi đó chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Đó. Và khi mà các bạn cần mà làm remap hay là những cái thứ liên quan tới phần mềm của xe thì hãy nhớ đến Paseo, nhớ đến bác sĩ Đức. Vậy nha. Ok, tới đây clip cũng đã rất dài rồi. Thì có lẽ tổng kết là nếu như mà các bạn muốn cái chiếc xe của mình chơi trọn gói cái state 1 thì đây là cái món sẽ hoàn thiện cái phần đó. Hoàn thiện cái phần state 1 cho chiếc xe của bạn. Mặc dù là giá nó chát thật nhưng mà hiệu quả của nó thì đó như các bạn thấy ở đây. Rồi, các bạn thấy như thế nào về cái việc nâng cấp intercooler thì hãy cho mình biết. Tuy nhiên, ở góc độ của em thì em nghĩ là intercooler có lẽ là cái món nâng cấp cuối cùng của state 1 nhưng mà không biết nâng cấp gì nữa. Nó là pre-state 2 rồi đó. Ok, rồi vậy nha, xin cảm ơn.